Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh youtube của Hoa Lan Như Ý Trời ơi, Bình Phước, mưa tầm mưa tả cả nhà ơi Mưa dữ lắm, mưa từ lúc ơi, như ta 5 giờ cả nhà bây giờ mới tạnh Cây vẫn còn xanh trong, tươi trong luôn Trời ơi, thiệt tình Video ngày hôm nay thì em ấy sẽ có một cái cây rất là VIP một số cây rất là vip và rất là xiên bông đầu tiên em có mã b 5 này chia sẻ cho cả nhà này là b 4 chứ b 4 nha cả nhà có cái b 4 với b 5 mà hay lộn quá b 5 b 4 này em chia sẻ với cả nhà cây này thì kiểu như là cái viền lưỡi nó sẽ là màu đỏ người ta hay gọi là những cái cây có môi đỏ cả nhà là cái dạng cỡ kiểu này nè và rất là xiên bông nha cả nhà bởi vì cái cây này là có mấu hắt gia lai sao á cái này em chia sẻ với cả nhà là 650 ngàn một hương một hướng B4 như thế này nguyên zin và đang lên một mầm thì cái này em mới trồng thôi cả nhà rễ nó vừa tươi 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 trong lại thôi chưa có ra kịp cho nên là nó sẽ mất nước và lá nó sẽ heo héo như thế này anh chị nào chơi lan cách lây da thì anh chị mình sẽ biết nha đó và anh chị mình nghe kỹ trước khi chốt dùm em để có những anh chị mới tập chơi tập chơi á, mình chưa có 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 có, có rành á, thì nó sẽ tại về cả nhà sẽ buồn em em là em sợ cả nhà buồn em thôi chứ em không sợ gì hết trơn còn cây này đang chuẩn bị đi hai hướng rõ ràng là cả nhà thấy không thân sau đang sưng mắt nè đó, B4 hướng này em chia sẻ với cả nhà 650 ngàn Bị lỗi một tẹo lá nè cả nhà Đó, bị lỗi một tẹo lá Nhưng mà bù lại thì măng mầm bao la Cái này chắc cú tương lai là đi tầm 2 tới 3 hướng Ít nhất hai hướng, nhiều ba hướng Thân sau đang sưng một mắt nè Thân đầu là có măng rõ ràng rồi Đó, B4 nha, anh chị mình yêu thích B4 Thì chốt B4 dùm em Mưa quá cả nhà ơi, cho nên em không làm cam trước Mưa Làm tí xíu, cái là ba cái xương nó hơi nước Nó xuống, nó phủ cam trước là dơ hài à cho nên là em làm cao sau luôn tiếp theo em sẽ có một cái hướng hát tướng cực kỳ xiên bông hát tướng này anh chị mình có thể gọi là hát tướng ba màu hoặc có thể gọi là hát tướng đồ mai sơn cây này nó siêu xiên bông và dòng này thân mảnh nha cả nhà nhưng mà bung to cánh sáp nó là thân mảnh nhưng mà bung to cánh sáp nha có một số anh chị rất là dễ nhầm lẫn cây này luôn bởi vì sao anh chị thấy lá mảnh như thế này anh chị mình nghĩ là bông bé không có nha xin lỗi anh chị mình là không có luôn em có một hướng hát tướng ba màu này chia sẻ cho cả nhà thì ba lá như thế này video hôm nay là chia sẻ sao ta trời mưa quá bán cho vui thôi nha cả nhà mới tách hôm qua nè mới bấm cái bạc hôm qua nè cả nhà đó cả nhà thấy không với các con rất là mới ba lá hát tướng ba màu này em chia sẻ với cả nhà mình là 600 trăm lộn bảy tám 850 ngàn em bao ship hát tướng 3 màu Cái này á nếu mà cả nhà trồng đạt á, thì nó sẽ qua một cái đỉnh level rất là đẹp luôn Cái hình mà hình đầu tiên á, em sẽ gửi cho cả nhà cái hình đó là không đạt Còn nếu nó đạt nữa nó sẽ qua một cái màu đỏ đô đỏ đậm á. Hình đó là của một cái chú Dũng ở Vũng Tàu nữa rất là ok luôn Còn có những anh chị trồng nở không đạt thì nó sẽ ra đỏ tươi nha cả nhà nhưng mà nói chung theo gu của em á thì cây này ra đỏ tươi hay là cái đỏ kia cái nào cũng đẹp hết trơn á hắc tướng ba màu 850.000 năm em bao ship nha rồi mời cả nhà lên đơn à tiếp theo cây hắc tướng thì em sẽ có cây này hôm nay em sẽ có một cái hướng buburata khanh khanh nia khanh nia hay khanh nơ gì chia sẻ cho cả nhà nói chung là đây một cái cây là một cái cây gần như là vip nhất trong cái dòng buburata thì à, em có một chậu để chơi thôi nhưng mà do nó nhiều hướng quá thì em sẽ chia bớt luôn nè cả nhà đây buburata thân lá nó mảnh nha cả nhà ơi về cái chiếc ra cả nhà Kêu về bán cây con cây gì cho cây ơ gì cho tôi nữa chắc em chết quá à em chia hướng hai lá hoặc là em có thể nguyên chậu nhưng mà cái cây này á cả nhà biết sao không? cây này thì cả nhà nên lấy hướng hai lá làm giống thôi vì thực chất là cái giá nó là, là là, nó cũng không rẻ cho lắm anh chị nào sành về buburata thì anh chị mình sẽ biết cái giá của cái cây buburata lưỡi đỏ này nó như thế nào tên chính xác của nó là buburata khanơ cả nhà nhưng mà em hay gọi nó là buburata lưỡi đỏ cây này thì em chia hướng hai lá cả nhà nha em chia hướng hai lá đầu có nghĩa là lá đầu này và lá đầu này đó anh chị mình thích siêu tầm thì anh bốc em sẽ báo giá nói chung hàng này là hàng nhân giống được anh chị sẽ chơi với một cái mức giá rất là vừa túi chứ không phải cao như lúc trước lúc trước hình như em bán lá đầu 1 triệu hay sao còn cái này thì sẽ không tới nha cả nhà bởi vì đây là những cái chậu em nhân giống từ cái phần đuôi ra cho nên là rất là dễ chơi luôn mời cả nhà mình cùng inbox nha em chia hai lá inbox em sẽ báo giá em có một lá đầu này chia sẻ cho cả nhà em có một lá đầu 507 đang nhú rễ cái này cắt là ngon luôn nha ngon lành luôn 507 đang nhú rễ em chia một lá đầu này thôi hết rồi cả nhà hôm bữa em có mấy chậu luôn mà em bán dần dần hết rồi bởi vì cái cây này khung bông nó rất là đẹp luôn và cây này nó có một cái viền ở lưỡi nhìn rất là bắt mắt nha cây này nó hay ở chỗ đó đó cả nhà à, 507 em chia một lá đầu 800.000 em bao ship mời cả nhà lên đơn nha mã 507 có một lá thôi 800 ngàn em bao ship nha cả nhà ơi Mã đó là mã 507 Rồi bây giờ em lên cho cả nhà một mã này nè Mã này là mã 365 Một cái cây rất là ít trên thị trường luôn Và cho cả nhà xem cái độ khỏe của nó như thế nào Nha cây này đang chuẩn bị đi hai hướng Nứt mắt nè Cây này thì em bán hơn 2 triệu Còn hơn 2 triệu bao nhiêu thì mời cả chị Anh chị mình inbox mắt mũi nè cả nhà thấy không đang chuẩn bị đi hai hướng tại vì cái mắt này nó chuẩn bị ấy nè cái cây này thì hình như cái mắt sau nó hư rồi còn mắt gạo rất là ok nè cả nhà những cái cây này thì cả nhà xài mắc gạo rất là ok luôn và mã thân đầu đang chuẩn bị nè cả nhà cái lá hướng này em chia sẻ là hơn 2 triệu đó anh chị mình muốn biết cụ thể 2 triệu bao nhiêu thì anh bốc em sẽ báo giá nha mã này là mã 365 một cái cây màu đỏ nói chung là rất là độc luôn rất là đẹp luôn cây này em không biết ví nó là màu đỏ gì nhưng mà nói chung cái màu đỏ của nó là nói chung là là hạ gục biết bao nhiêu người rồi cả nhà 365 mời cả nhà mình cùng lên đơn mã 365 nha một cái cây màu đỏ cực kỳ độc cực kỳ đẹp và cực kỳ lạ luôn rồi em mời cả nhà mình cùng lên đơn bye bye cả nhà hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha chào tạm biệt cả nhà mình nha